Hello đây em, xin mời em đã trở lại với chế độ Minh Shino và Thật Kimmy. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với một cái series rất là quen thuộc, đó là series sao hạc thôi. Thì đây là một cái series sao hạc riêng biệt. Nói chung là một cái con hạc này thì mình sẽ sao riêng một clip. Cho nên là đây gọi là series sao hạc bình thường, không có gì đặc biệt hết nha anh em. Rồi thì nói chung là đây là một con ạc có thể nói là top nha anh em, có thể nói là top. Đấy, anh em thấy gì chưa? Anh em thấy có phải là 28 triệu lực chiến không? Như vậy thì đủ để lấy top chưa? Lấy top 1 chưa? Này, như thường lệ thì gửi lời chúc đến anh em một ngày vui vẻ và xin clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Những cái thao tác quen thuộc thôi, ấn vào đăng ký kênh, nhiệt tình để ủng hộ cho mình là được. Cảm ơn em rất là nhiều. Hiện tại thì ạc này đang tấn công rồng xanh. Tấn công liên tục rồng xanh. Lý do tại sao lại liên tục rồng xanh anh em? Đơn giản là vì muốn lấy quảng đồng thôi. Rồi để mình coi có ai. Ặc này thì có một bạn Facebook đã gửi cho mình mượn và muốn mình sâu. Cho nên là mình cũng rất là ưu ái thôi, sâu thôi. Đặc biệt là top nữa thì càng tốt, cho nên là mình sẽ sâu luôn. Rồi, thông tin về ặc này như sau. Ặc này là chơi bên server 153 nha anh em, tên là Tamago, mình cũng không biết là Jinmy hay 568 nữa mà là 153 Tamago. Rồi ok. Tamago tức là cái phải Tamago là cái ông gì mà kiểu như vỏ trứng không ta? Đúng không anh em? Vỏ trứng mà hồng á, đúng không, hồng á. Đúng rồi đó, chính xác đó. Rồi. Về thông tin đặc này thì có 190, lực chiến là 28.033.504. Làm tròn 28 triệu nha anh em. Tên là Ngọc. Ngọc thì nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Con gái tên Ngọc cũng có, bạn trai tên Ngọc cũng có. Cho nên là em thôi đừng có nghĩ lung tung, em cứ nghĩ đó là 3D đi. Rồi thì về nạp thẻ thì số con bạc này đã từng nạp là 84.649.000. Wow, cũng gần 100 triệu rồi. Ráng nạp thêm 16 triệu nữa là tròn 100 triệu luôn, cho nó ghê gớm. Rồi VIP 11 nha anh em, nạp thêm đủ 100 triệu là VIP 12 luôn ấy. Vừa lập được kỷ lục mà, không phải kỷ lục mà là vừa chạm mốc 100 triệu mà vừa đạt VIP 12 nữa, quá ngon. Về xếp hạng thì con hạc này xếp top 30 về đẳng cấp. Có nghĩa là bị mấy thanh niên này giành cấp trước anh em. Cấp thanh niên này lên cấp nhanh quá nên là bị rớt top 30 luôn. Tuy nhiên là đấu trường lại giành top 1. Anh em thấy gì sai sai chưa? Đấy, đẳng cấp là nằm top rất là xa luôn, xa vời luôn anh em ơi, xa lắm luôn, 30. Nhưng đấu trường top 1, yeah, come on. Danh vọng thì 28, treo thưởng 33, phó bạn là 20. Ui dồi, mình nói thiệt luôn là cái hạt này nó quá là kỳ lạ. Top nào nó, cái bạn xếp hạng nào nó cũng thấp hết, 30 hay mấy không à. Nhưng mà riêng cái đấu trường là được, cái top 1 là được. Cũng được anh em. Nói chung là cái đấu trường là cái quyết định là sức mạnh mà anh em. Cho nên là top 1 là chứng tỏ mình là người mạnh nhất ở server này là được rồi, đúng không? Hợp lý. Rồi ok, ok gì đây? What the hell? Đồ riêng các kiểu mà sao cuối cùng lấy cái vũ khí tâm lâm là sao? Á đù. Đùa mình à. Rồi về tinh bàn thì ta đang chơi là tinh bàn xong nha anh em. Tinh bàn xong, tam công, SS trừ. Tam phòng, S trừ. Rồi ok. Về túi đồ thì hiện tại túi đồ cũng không có gì đặc biệt, nếu có gì đặc biệt mình sẽ nói. 67 dây nắc quỷ, một mớ thủy tinh thời trang, 179 đá ràng buộc, 3413 đế quan phách gì đây. Rồi ok, bánh mì rồi các kiểu cũng nhiều lắm anh em. Rồi không có gì đặc biệt nha anh em, một số mạnh thôi. Rồi một số đồ gì đây để làm gì đây, sao không có hiến cái ác ma đi ta. Rồi rác quỷ quá trời luôn nè, rác quỷ 7 sao quá trời luôn anh em. Ở đây có báu vật của Sisa, báu vật của Siki sư tử vàng, báu vật của Akenu. Rồi ok, ở dưới đây chúng ta có cái hộp gì đây, nguyên liệu kỹ năng tối thượng. Rồi một số trái quỷ 7 sao rất nhiều luôn, chứ không phải một số nữa anh em, rất nhiều luôn. Trái tự do, trái cầm xanh lớn với lốc xoáy, trái ảo ảnh, rồi trái bắp, trái cam, trái quýt, trái xoài gì đó, sầu riêng kệ đi. Rồi mệt quá chứ mình đếm hết trái quỷ cũng mỏi mắt luôn. Rồi quà phản hồi 10k luôn nè anh em, có quà phản hồi 10k nữa hả, kia vậy. Ở đây thì có bên trang này có túi lựa chọn best cam A này, quân chương các kiểu, rồi mấy cái Bensoco thì Sikiet, Sikiu gì đây nè, Megalo hả, rồi con này là Megalodon mới đúng nha anh em. Rồi tên khoa học là Megalodon, là một con cá mập thời tiền sử. Ok, trang sức best cưỡi các kiểu nè, rất nhiều, nói chung là rất là nhiều nha anh em.
Rồi, và đây có một số đồ hoạt động Noel từ cái đời não đời nào luôn nè anh em, ghê thiệt. Thanh niên này siêu tập của hiếm đấy. Đồ cổ chứ không phải đồ hiếm. Rồi, đó là trong kho, trong túi nha anh em. Rồi, ok. Nói chung là được, rất nhiều trắc quỷ. Thanh niên này muốn trở thành nhà cung cấp chuyên buôn bán sỉ và lẻ trắc quỷ chăng. Về túi đồ thì mình đã xong rồi, bây giờ chúng ta xong về tinh linh. Có hai con Tiamat, hai con Lucifer và một con Draco. Đấy, nói chung là thuộc dạng tinh linh mạnh nhất gì không chứ đâu phải giỡn đâu anh em. Hình như có quà kiếm được nữa nè. Rồi, đó là về tinh linh nha anh em. Còn về bét thì ta đang chơi con Giật Long Anacalagon. Còn bét phụ thì chúng ta có con Nguyệt Sư Carrot. Đấy, ghê chưa anh em. Trời ơi, ngon lành cành đào liền. Đi ở đây coi. Đó, thấy chưa anh em. Trời ơi, nó đẹp kìa. Trời ơi, đang cưỡi con này là con Motobaro chứ không phải xe mô tô nha anh em. Với đồng đội thì như mình nói lúc nãy, đang đồ rèn rất là ghê gớm, chuyện đâu ra lòi ra vũ khí 85. Mình cũng không hiểu lắm nữa anh em. Đồ thân mật level 100, quá gắt. Thời trang là hoa hồng mẫu đan. Đây là một cái thời trang của nhân vật chính rất là mạnh. Rất là mạnh luôn anh em, cực kỳ mạnh luôn, đó là mát mạnh server luôn. Ma khí rèn 140, nhận rèn 140. Thì hai cái này nó giống nhau quá, mình cũng chưa biết là chơi vũ khí chơi đánh kỹ năng bằng gì. Và cách tốt nhất chúng ta nên xem ngọc 80%, 115%, ok, vậy là nó nhận thôi, đơn giản chứ đang giỡn. Thần lôi giáng thế và xích xà mỹ giới. Bên đây thì đồ cũng tương tự thôi, nói chung là đồ rèn không cần phải nói tới làm gì. Thiên phú thì vật công 3 ít trừ, ma công là 3 ít cộng, và cái tiệt chiêu là cái đang chơi mạnh nhất, đó là 2 y không giống. Có thể là màu đỏ thì này gọi là ruby nha anh em, thật sự gọi là ruby, mình gọi là ruby màu đỏ. Còn một y trừ y cộng y trừ và cũng như y không dấu thì nó màu bạc bạc này gọi là platinum gì đó, dù là bạch kim cũng được, bạch kim hay là platinum cũng được anh em, nói chung là đều màu bạc. Rồi bên vật phòng thì hai y trừ, ma phòng hai y không dấu. Trái quỷ đang mang là tri thức và cầu vòng, cao sinh lớn ảo ảnh, và trái đây là trái long hồn như với kết giới. Bóng vật thì đang mang full bóng vật của Sisa, tăng vật công thiên phú. Ok, ủa đâu phải, đâu phải full đâu anh em, đâu không full đâu, chưa full. Tại sao lại thiếu dư lòi ra cái đai lưng của canh Kaizuko gì đây? Đai lưng này hình như quần rắc thì phải, đúng không? Hình như là vậy anh em. Bố vật này hình như là của thằng rắc thì phải, đâu ra lạc loại trả chuyển 5 món của Sisa xong lòi ra thằng này. A đù, phải bỏ đi đem, coi như mình chưa thấy gì nha. Có cả Luffy Resora này nè anh em. Ui dồi, cái tuyệt chiêu kìa. Mấy cái tiền phố khác có một cái chữ y thôi, chữ ít thôi, mà cái tuyệt chiêu nó quất cho 4 chữ ít. Trời ơi trời. Thanh niên Luffy này nhiều ít nhất hành tinh mình thấy. Thanh niên Luffy này tại sao có bo rồi mà còn rất là nhiều ít thế này. Hình thành này là lăng nhăng rồi anh em ơi. Thằng Luffy này coi vậy mà ghê gớm nha anh em. Đấy, cải trang này nè, thấy không? Cải trang để đi ra ngoài lăng nhăng bồ bịch gái gú mà để cho ông bo không nhận ra nè. Đấy, cải trang đeo mắt kính đen, rồi mũ rơm cũng khác nữa, râu ria các kiểu, mặc đồ mắc mẻ. Kiểu này sắp đi du lịch rồi nè, sắp đi tắm biển với gái gú nè anh em, chán thiệt. Đây, vừa nói xong bo xuất hiện luôn anh em. Rồi con bo này thì nó đường cái là nó không có nhiều ít bằng Luffy, nó chỉ có 1 2 3 4 5 6 7 8 thôi. Còn này là nhiêu đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, trời ơi, 9 cái ít nha anh em, gần 10 cái ít luôn. Nếu mà mấy cái này full hết 4 ít thì sao anh em, lúc đó thì tai họa tới rồi. Lúc đó thì phim One Piece mình nghĩ là sẽ nên ra một movie mới dành riêng cho Luffy và Boa. Lord Avenger thì đường cái là cũng hơi nhiều ít đấy. Trời ơi là trời, tính ra thằng này nó còn nhiều ít với cả Luffy nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Trời ơi, anh lo sói ca của chúng ta đây sao anh em, anh lo sói ca chúng ta mà không ngờ là thật, sự thật về con người anh lo là như thế này sao anh em. Trời ơi là trời, mình cảm thấy thật là thất vọng. Này, trái hổ đen Titan, dừng lại tri thức các kiểu đại điểu. Trái gì đây, cái này tinh nguyên trượng gì đây, rèn 130 hả. Báu vật gì đây, báu vật cũng khá là hỗn loạn, thì cũng không phải là full nữa. Rồi, đây là lo nha anh em, đây là Shirashi, giải yêu của mình. Giải yêu của mình thì có tới 9 cái ít, 10 cái, 13, 16. Trời ơi là trời, cái gì thế này, sao mà cái tem này là tao tem ít thế này, cuộc sống gì đây. Tính ra là con vợ mình nè,
con vợ yêu dấu của mình nó về thủy cung rồi nó lăng nhăng thế này là không được rồi. Thôi thôi toàn ít bữa nó lên lại mình sẽ đuổi đi luôn anh em, cái kiểu này là không được rồi. Toàn rồi, toàn ông giáo ơi, qua tinh có xanh lớn, mộ đen mô phỏng và trái ngủ lôi, trời trời cái ngủ lôi luôn hả, cái gì ngủ là năm đúng không, còn lôi là như kiểu sấm sét, ngủ lôi có nghĩa là sấm sét đánh 5 lần hả, trời ơi là trời, đánh lần chết rồi, năm lần kinh thiệt. Ui ui, thằng bingo này coi vậy mà nó có một ít nè, không tính những cái ít bên đây thì cái vật công của nó chỉ là một chữ ít thôi anh em. Ui tính ra lâu rồi mình cũng không giờ không có thấy lại được một cái chữ ít này, cho nên bây giờ mình thấy nó là lạ sao á anh em, mình thấy nó là lạ sao á, nó màu vàng vàng nhìn nó lạ nè anh em. Thì chiêu là hai y không giấu luôn nè, ghê chưa, long hồn ghê với cường quá, ảo ảnh lá trắng rồi, ok rồi, hợp lý, nói chung là hợp lý. Đây Sabo nữa, rèn 165 luôn nè, ghê chưa anh em. Rồi hàng chi, hàng chi top 1 là phải rồi, mình nghĩ chắc là đa số đều nhờ vào đam của Mingo và Sabo thôi anh em, chứ chơi 19 mình thấy cũng không mạnh lắm, cho nên là Sabo và Mingo gánh tem thôi là được rồi. Rồi thôi bây giờ chắc là mình sẽ vào khóa bạn thử coi tôi đặt lại đế khóa bạn nào rồi nha. Brickmart có vẻ như là đang kẹt của Brickmart hả, ở đâu phải win rồi mà. Ủa cái gì đây, quân chiến dịch bên trong sảnh đấu hả, này là chiến dịch rồi anh em, mình sẽ cùng anh em xem coi chiến thắng Brickmart như thế nào nha. Wow, được 3S luôn nè anh em, thì 28 triệu mà anh em, 28 triệu là lực chiến khá là nhiều rồi, mình nghĩ là vượt Brickmart dư rồi. Ok, đấy anh em, quẹt cái tôi nhỏ mất nửa ống rồi chơi bờ gì nữa. Rồi, mấy Sabo thôi anh em, mấy Sabo quẹt cái là 1/3 ống máu rồi. Cái này là không phải 1/3 nữa, gần nửa ống, phải nói là gần nửa ống mới đúng. Đấy, như một chính đam, không có đam anh em, đấy anh em thấy không, không có đam. Đấy, mình gâu nè, đó, mình gâu nó quẹt sợi tơn, cái thêm miếng máu nữa. Rồi thằng này bâu cái chết queo luôn hả, chết luôn, gần chết, trắng máu luôn rồi anh em. Đấy, cho nên win khá là dễ thôi anh em. Đấy, nhưng mà khóa bạn tiếp theo thì hiện tại là vẫn chưa có nè. Cho nên mình nghĩ chắc là tại vì chủ hoạt chưa đi thôi, chưa đi khóa bạn thôi. Chứ thật ra là khóa bạn này bây giờ vượt rất là dễ rồi. Rồi, mình sẽ làm thử vài trận đấu trường cho anh em xem nha. Đặc biệt là bây giờ mình sẽ kiếm top 2 để mình đánh. Rồi top 2 đã trốn đâu rồi, lẻ thiệt anh em. Cho nên bây giờ mình đánh top 4 trước nha. Tôi nêu vật là Jisoo. Nếu bạn Jisoo có xem được clip này thì cũng đừng buồn mình nha. À, mình chỉ đánh bạn thôi. Ok, có ISO luôn kìa. Nghe chưa anh em? Nhưng mà nói chung là một hit là chết. Và cuộc chiến huyền thoại này lại tiếp tục hả? Sabo với lại đánh với ISO nè anh em. Đây là cuộc chiến định mệnh ở Resora này anh em. Cuộc chiến này nói chung là đây là cuộc chiến định mệnh rồi. Nó rất giống với những cuộc chiến định mệnh khác. Có rất là nhiều cuộc chiến định mệnh. Ví dụ như là Sabo vs Biso nè, ISO nè anh em. Rồi đâu Flamingo vs Lo nè. Rồi Luffy vs với Bo nè. Đấy trời ơi, rất là nhiều cuộc chiến định mệnh mà mình muốn kể cho anh em nghe luôn. Nhưng mà phải có dịp, phải có những sự trùng hợp đánh nhau gặp thì mình mới nói được đúng không. Top 5 hả, top 2 đâu ta. Top 2 trốn kỹ dữ trời. Top 5 tên nhân vật là Hansen. Rồi có Akainu mặt xẻo luôn vậy anh em. Rồi chết luôn, Akainu mặt xẻo chưa kịp làm gì thì đã die rồi. Ủa cái gì đây, what the hell. Trời, rồng trắng và Akainu kết hợp á, what the hell. Mình nhớ là thằng Akainu là nó tác động giết chết rồng trắng mà anh em. Tại sao rồng trắng lại hùa với Akainu đánh mình á, đù bố già bị gì thế nhở. Rồi bố già toàn sao mà cái clip này nó toàn thế anh em. Clip này quá nhiều cái để nói, quá nhiều cái toàn anh em à. Đặc biệt là thằng Luffy đã nhiều ít rồi, thằng Law đã nhiều ít hơn rồi, bây giờ gặp thêm bố già kết hợp với Akainu nữa. Trời ơi, hóa ra đây là thuyết âm mưu. Hóa ra đây là thuyết âm mưu để giúp cho băng của râu trắng mạnh hơn, giúp cho Luffy mạnh mẽ hơn. Á đù. Vậy là cái chết của râu trắng với lại ai là thật ra là được tính toán từ trước rồi hả? Á đù, mình không tin đâu anh em ơi. Top 2 sẽ là Super Duke nhất luôn. Này đơ luôn, Super Duke xong Super Lắc luôn anh em. Chưa hiểu lắm về vấn đề gì sẽ đang xảy ra nữa. Rồi chạy được 1%, 2%, 3%, 4%. Rồi 5%, chờ tới già luôn. Rồi chạy tới vậy thì chờ phải chờ tới 100 cái chạy hả. Adu. À được rồi nè.
Top 2 thì có vẻ trâu hơn nha anh em. Mấy top kia mình đánh là chết hết, còn có hai người một người thôi, nhưng mà đây cầm cự được ba người. Ngoài ra thì Sabo bên kia đam cũng khá là to, chỉ tại bên mình hơi trâu thôi, chứ thật là Sabo bên kia đam cũng to đấy anh em. Nhưng mà chính mà đam cái gì trời, thần lô giáng thế gì tè le đây. Ui cũng giết được một người kìa. Rồi xong, thằng bên gông nó quẹt là chết một người nè. Đấy mình nói mà. Ai nhắc mình thế nhờ? Ai nhắc mình mà làm mình hắc xì thế nhờ? Hay là thằng Luffy với thằng Lo với lại râu trắng với Akinu nhắc mình nhờ? Mình chỉ mới nhắc tới thôi mà, nhắc tới xíu thôi mà mấy thanh niên làm gì căng đấy nhờ? Căng quá, căng thẳng quá. Rồi thôi được rồi, không đánh nữa. Đánh tới mất công thì nó nhắc mình hoài, hắc xì hoài mệt đó. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh và ấn vào đăng ký kênh nhiệt tình ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn bạn trên Facebook, bạn chủ hoặc đã gửi nick cho mình để mình sau và có một cái dịp để có rất là nhiều thứ để nói. Ok anh em định nhớ cảm nhận thế nào thì nói chung là hãy để lại comment ở bên dưới. Rồi, chúc anh em một ngày tuyệt vời, cũng như là vui vẻ. Rồi thế thôi.